Thấy có vẻ là nó hết rồi. Thế nào? Cái hay tài là cũng rất là đông. Thì bây giờ thầy trên Facebook thầy xin thầy cho mở cái group hội những người chùm đá chẳng hạn, đại khái vậy. Dạ, cảm ơn chị Hương đã chia sẻ rất là nhiệt tình và chi tiết. Bây giờ cho mình xin mời thầy Châu ạ và các anh chị em trong đoàn để đứng lên ra mắt với cư dân. Mọi người đã trông chờ ngày này cũng mấy tuần nay rồi. Bởi vì thực ra giám cướp diễn đàn bởi vì mình là cư dân của Bắc Bảy. Tình rất là tình cờ, lúc mà em Trang nhắn tin là thương cô, mời cô về cái thì giọng rất là tha thiết. Mình biết là ở đây cư dân của Vinhome rồi, lặng để yên xem là em nào, hóa ra là em Trang. Thì cũng là cái nhân duyên một năm nay mời chưa được, nhưng mà lần này chính thức mời được. Thì mình xin giới thiệu sếp của bên mình, thầy Dương Quang Châu, là viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Tập trí Yên Tâm thuộc Liên hiệp Khoa học UEA. Và thầy cũng đồng thời là chủ tịch của chi hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tạp chí Liên Tâm trực thuộc Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam ở chỗ nguyên bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân nhé. Dạ, xin mời thầy và các anh chị em ạ. Dạ, con xin thay mặt cho cư dân có bó hoa tặng cho thầy. Chúc thầy luôn luôn khỏe và luôn luôn làm việc nhiệt tình, tích cực. Và ngày hôm nay thầy chữa hết cho tất cả mọi người trong đây. Chài thôi. Dạ, còn bây giờ em xin giới thiệu cô Yến. Lại chưa kịp giới thiệu, cô Yến đã tự giới thiệu rồi. Đây là chị Yến và cũng là cô giáo dạy của em ở lớp Thập Chỉ Liên Tâm. Thì cô Yến là giáo viên chính trong truyền bá cái phương pháp này sau thầy Châu. Thì hôm nay cư dân cũng có bó hoa xin tặng cho cô. Chúc cô luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn quan tâm đến cư dân Bắc Bảy, các cháu và quý cô. Dạ, và bây giờ chắc chúng ta bắt đầu chương trình. Trước khi chuyển vào nước cơ cho thầy thì thầy lại xin cướp diễn đàn chút xíu. Tại vì cái người học viên là rất là đặc biệt, đó chính là chị Hương. Khi chị Hương xuất hiện thì chị rất là đại gia. Chị đến lớp có 30 phút thôi, xong chị ngáp ngáp rồi chị bắt xe taxi chị đi về. Ngày nào chị cũng bắt xe taxi tới lớp, rồi ngồi 30 phút rồi chị đi về, không hiểu làm sao hết. Thì mới hỏi mấy em nhân viên ở viện ấy, nói, ủa sao cái cô này có 30 phút cố lại chuồn là sao? Chán quá, học chán quá, bảo không, cô ấy mệt lắm. Cô thở không ra hơi, cô bắt xe đến xong cuối 30 phút cô ra cô bảo hết hơi rồi đi về. Thế thì mình rất là ấn tượng với chị này. Thế sau đó thì rất là ấn tượng nhưng mà không biết là ai. Thế xong có một hôm thì tự nhiên đến nhân cuối khóa thì tự nhiên thấy hôm đấy không trốn nữa. Học là khai giảng hôm thứ hai thì đến thứ năm thì không trốn nữa, ngồi cả buổi, đến thứ sáu cũng ngồi cả buổi. Thì mới trôi qua 3 ngày thì thấy khỏe, thì mới hỏi là ủa sao hôm nay lại ở lại, thì bảo ôi trời hôm nay khỏe như lực sĩ rồi cô ơi. Thế mới cuối cùng là mấy em đã bảo là dì tay cô ơi, cô cái cô này là hàng xóm nhà cô đấy. Ủa thế à, ở đâu cũng ở Bắc Bảy đâu, thôi xong rồi vậy là mới phát hiện ra chị này. Và trong có 3 ngày thôi mà chị cái thay đổi cả cái tướng đi đứng, rồi ngồi học được nguyên cả buổi, rồi da rẻ hồng hào đỏ đắn. Và lúc đấy thì tâm sự sâu hơn. Thì sau này thì khi mà gặp Trang á thì Trang mới bảo là cái cô này là đưa em vào đời. Tại vì Trang nhắn tin ra thế, mời cô về dạy ở Vinhome thì có thế này kia. Thì gặp Trang thì Trang nói là cái cô này này, cô đeo em đấy cô ạ. Cô đeo em mà cô đeo cũng ngày nào đến tập yoga cũng nói là chắc phải mời cái cô này về, chắc phải mời cái bộ môn này về mới được. Không được đâu Trang ơi. Cuối cùng là Trang không tin, cuối cùng Trang buộc phải tổ chức một cái workshop. Thì đấy là câu chuyện về chị Hương một chút. Và lúc đấy mới biết là chị rất là nhiều bệnh. Và bây giờ thì chị Hương rất là khỏe, sắp sửa tạm biệt chúng ta một thời gian để đi hầu cháu ở bên Mỹ. Nên là chúng ta chỉ gặp chị Hương được hôm nay thôi, 2-3 ngày nữa là chị đi lên đường. Chị đi xong Mỹ rồi vì con gái chị sắp sinh cháu. Thì bây giờ một lần nữa xin mời cả đội ra để cho anh chị em được chụp một tấm hình ạ. Xong rồi là mời thầy nói chuyện với lại các em cư dân Vinhome rồi ạ. À, và cũng xin thông báo luôn là tất cả các anh chị em ở đây đều từng là bệnh nhân, có người rất là nặng, đi lại không có được. Và sau khi mà thực hiện phương pháp đã khỏe mạnh, có sức khỏe
bây giờ là nguyện là sẽ giúp đời. À, tôi cảm thấy hơi xúc động. Thì có người từ Bình Phước, ở đây là có hai người từ Bình Phước, bốn người từ Bình Dương, một người từ Đồng Tháp, một người từ Bà Rịa Vũng Tàu, hai người từ Đồng Nai, và còn lại là một số anh chị em ở Thủ Đức, rồi ở Tân Phú. Hầu hết là các anh chị em đều ở tỉnh xa. Được, xin cảm ơn mọi người. Dạ, xin mời thầy ạ. Tôi xúc động là tôi cũng xúc động luôn. Thực ra là cũng hơi đặc biệt, tại vì cái buổi hội thảo hôm nay và nãy tôi nhìn qua thì thấy có một điều rất là đặc biệt, đó là âm thịnh mà dư suy. Ở đây thì các cô rồi các bác có dễ chăm sóc sức khỏe mình nhiều hơn đối với mấy ông. Bệnh này bệnh phụ nữ hơn. Không biết có phải vậy. Hay là ở đây là cái gì tên này kêu gì? Viên hôn á? Là bà quá thôi. Thực ra là tôi nói đùa thôi, tôi rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn là các anh chị em ở đây đã tổ chức cái buổi nói chuyện hôm nay. Đối với tôi thì lúc đầu vào và cho đến bây giờ tôi rất là xúc động là vì đi nói chuyện ở trong một cái áp bạc tư măng mà giống như đi hội thảo quốc tế vậy đó. Phòng ốc đàng hoàng, sạch sẽ, rồi ghế vuông đường, các đại biểu ở các nước trên thế giới vậy dự. Nhìn rất là hoành tráng. Mà chắc có lẽ ở Việt Nam là lần đầu tiên mà tôi đi dự cái hội thảo mà nhỏ nhỏ mà nó nhìn trong cái hoành tráng như thế này. Chắc có lẽ phải cảm ơn Vinhome các em. Bây giờ trước khi nói chuyện thì chắc là phải giới thiệu trước mọi người biết tôi là bao nhiêu người như ta đây. Cũng biết tới tội rồi ha. Chắc là phải giới thiệu sơ chút xíu, ok. Thì tôi thì thực ra là tôi là bác sĩ chuyên về nội khoa. Và tôi công tác ở bệnh viện chục năm. Nhưng mà trong cái thời gian làm việc thì tôi cũng có, tại vì dòng họ của tôi thì ông bà thì làm thuốc đông y hết, cho nên tôi được bệnh viện cử đi học đông y để về phụ trách cái bệnh viện đông y. Nhưng mà xui là tôi không có làm tiếp bệnh viện nữa, mà năm 90-92 tôi về Sài Gòn. Tôi ngồi cái phòng khám và do giáo sư Bùi Chi Hiếu và giáo sư Lê Minh Xuân, hồi trước là viện trưởng viện học dân tộc đó, là tôi về tôi trợ lý cho hai giáo sư và tôi trợ giảng cho giáo sư ở bộ môn học dân tộc của trường đại học y dược. Thì may mắn là tôi được đi học bổng ở bên Pháp, và tôi học chuyên ngành của tôi á thì ở Việt Nam mình á thì nghe to là bộ lạ hết. Thứ nhất là tôi học về y năng lượng ở Monaco. Cái thứ hai là tôi học về homeopathy ở Faculté Medicine ở Montpellier ở miền Nam nước Pháp. Thì tôi học cái môn đó là môn đặc biệt mà Việt Nam mình chưa có. Cái môn đó là môn chuyên môn dùng thuốc độc. Cho nên là tôi là chuyên gia về thuốc độc. Nhưng mà học về nước tới nay là 20 năm rồi, chưa bao giờ dùng thuốc độc. Tại vì không có cái cơ, không có cái điều kiện để mà có trị, không có dùng được. Mà thực ra là cái thuốc độc mà nếu mà dùng ở Việt Nam mình á thì sẽ lợi cho dân tộc mình nhiều lắm. Nhưng mà có cái là lúc mà cái homeopathy á, họ Pháp, họ cái ở bên Pháp á, thì nó có một cái laboratoire là gọi là laboratoire là nó lớn nhất nước Pháp về cái vấn đề làm độc tố.
Nhưng mà khi mà nó về tới Việt Nam nó muốn phát triển thì bị sự ngăn chặn của thứ trưởng Cương, dù biết ông còn sống hay chết ngắt rồi, là tại vì đó là ổng là lệ thuộc cái laboratoire mà của thuốc Tây, cho nên mà nếu cái thuốc nó về đây á mà thuốc mà rẻ tiền á thì dân mình được nhờ, nhưng mà bản thân ông cũng được lợi, và những người mà làm trong cái ngành quản lý ấy, họ sẽ không được nhiều tiền, cho nên ngăn chặn không cho cái OPMT về Việt Nam. Trong khi đó cái đó nó phát triển nhiều ở Ấn Độ và ngay bên Mỹ giờ cũng đã phát triển rồi. Thế thì như vậy á, là ở chúng ta đó, hồi nãy tôi có ngồi nói chuyện với một số anh chị em đây á, là thấy là các bác là tuổi lớn chút xíu á thì bắt đầu có vấn đề của cổ khỏi hết ha. Còn các cô đây tôi nhìn sơ qua thì chắc có lẽ eo cua đường không bị trục trặc nữa. Có cái chị nãy gặp đâu mất rồi, thì rất là hăng máu mà ra tập nhảy lung tung hết rồi. Nhưng mà tập nhiều quá tốt, tại vì mình cái quan trọng của mình là điều độ ha. Rồi một anh nữa thì ngồi nói chuyện tôi nói lúc mình trẻ thì mình làm việc, rồi lúc lớn lên thì mình bệnh hoạn, rồi mình lấy cái tiền mình làm việc để mình nuôi chữa bệnh mình, chưa chắc ok. Thì trên thực tế là y tế của Việt Nam cũng như y tế thế giới, không phải riêng Việt Nam nha, người ta đã đổi cái chữ y tế là nó dùng cái chữ là medicine commerce, tức là thương mại hóa tất cả ngành y tế đó. Và của người ta là đạo đức là tiền, chứ không phải là đạo đức là lương tâm nữa. Cho nên á, là ở đây á, tại tôi làm hàng ngày á, với những người mà gốc sống cổ nè, lưng nè, rồi đầu gối nè, mấy cái đó mình làm tốt người chết vậy. Nhưng mà không phát triển được đâu, khó lắm, đại tăng hiểu. Cái ban đầu á, đến bác sĩ thì hãy mà đau mấy cái khớp gối, khớp lưng, khớp cổ á, thì đầu tiên chỗ thuốc. Uống thuốc đã thời gian cái không nhờ thuốc rồi bắt đầu chích thuốc. Mày chích gì? Hydrocortisone, dễ thôi, dễ lắm. Chích vô hết đau liền, 3 tháng, 6 tháng, đau trở lại. Rồi sau một thời gian á, thì lúc đó các xương khớp bị trục trặc hết rồi, thì người ta bàn đến câu rất hay, mổ. Cho nên cái giải pháp nó cứ lòng vòng đó. Và cuối cùng cái người mổ á lại là cái người bệnh lại như bắt đầu. Cho nên tôi có một lời khuyên với mọi người á, làm bạn với ai chứ đừng làm bạn với bác sĩ. Tôi thường tôi nói, tôi có thằng bạn nó quen bác sĩ nhiều quá, tôi nói mày tiêu đời rồi nè. Bởi vì là bác sĩ làm gì làm nó cũng suối này nè, phải không? Suối là gì? Tại vì mình đến lần nhằn nó quẹt nó cho thuốc cho mẹ cực lắm, nó điều trị nội khoa nó mất công lắm, đẩy mẹ vô mổ cho rồi, phải không? Vừa có tiền mà vừa được mang ơn, mà đâu phải giải phẫu là vậy. Cái giải phẫu á, khi nào tôi nói đi cho mọi người hiểu nè, khi nào mà thế giới á mà nổi tiếng về những cái phương pháp mà giải phẫu á, thấy mà nổi tiếng như chừng nào là mình thấy cái cuộc đời của tụi mình cũng sắp tiêu rồi đó. Tại sao mà phải để giải phẫu? Tại vì cái ban đầu không có giải quyết được để dẫn đến cái tình trạng càng ngày càng mà tệ hại vậy, để đi đến giải phẫu. Cái đó là cái biện pháp tệ nhất trong cái cuộc sống chứ không phải là giỏi đâu. Thấy không? Nhưng mà thôi thì kệ nó, xã hội nó vậy rồi. Cho nên ai mà lại có cái may mắn lại gặp cho tôi ấy, thì tôi nói khoan, khoan giải phẫu để điều chỉnh cái đã. Ok. Và hôm nay chúng ta có cái cơ hội để gặp nhau để nói chuyện điều chỉnh chứ không phải nói chuyện chữa trị. Đồng ý không? Đồng ý mà. Hội thảo như thầy đã nói là chúng ta sẽ chia sẻ với lại cư dân Vinhome về đề tài là thoái hóa cuộc sống cổ, về thoát vị trí tiền cổ và chật khớp vai. Bây giờ thầy có thể chứng thực cho mọi người ở đây một cái trường hợp nào đó, ví dụ như là đang đau hoặc là đang khó chịu, rồi bên mình sẽ xử lý tại chỗ cho bà con được chiêm ngưỡng được không ạ? Thực ra là tôi nhìn hồi nãy giờ tôi nhìn sơ rồi, không ai bị nặng đấy. Ở đây không có người bị nặng. Tức là ở đây là gọi là
và Chúa sẽ phải gai đúng không ạ? Ở đây thực ra tôi không nhìn nặng, bi nặng tôi nhìn tôi biết liền. Ở đây mà tôi nhìn Đà Nẵng nãy tôi nhìn quét mắt qua rồi biết liền. Nè, không có nặng. Ở đây bị nhẹ nhẹ thôi. Bởi vì là ngồi có chị này hơi hơi trước này đó. Chị đó. Đấy, thấy không? Chị này nè. Đấy, số 4 này. Thấy không? Là sao biết không? Ngồi cứ. Là khổ lắm vấn đề rồi. Thấy không? Con nói thiệt ra là ở mình ở đây ngồi đây nè, 70-80% đều có vấn đề của cuộc sống cổ và vai hết. Vai là trật khớp vai mọi người biết. Nhưng mà bình thường á là mình để ý nè, ví dụ như mình đường đi á, cái mình lo lắng mình cuông cái tay nè, mọi người đi không cuông cái tay nè, cuông cái tay nè, người nào cuông tay vậy là người đó bị trật khớp vai rồi, mọi người biết. Nhưng mà bị nhẹ thôi chưa nặng. Khi nào bị nặng là giơ tay lên được. Rồi quan trọng bây giờ ở đây ai giơ tay lên không được thầy ạ, hoặc là sát sờ bông không được mà phải nhờ người khác ấy thầy. Rồi ai mà giơ tay được chị hả? Lên đây. Rồi chị quay lưng đây. Chị quay lưng này đó rồi chị giơ sao? Vòng hai tay đằng trước đằng sau đi chị. À rồi thấy rồi, đây rồi, tới đây thôi này, này sợ tới mông luôn. Rồi vòng hết sợ đi chị, cố gắng hết hết sức À, rồi, rồi. Ok. Chị đi bao lâu à? Này đó. Mấy tháng rồi chắc gần 3 năm. Gần 5 rồi, ok. Rồi bây giờ chị đứng về nè, chị giơ cái tay cao rồi lên nữa, nữa, ha, rồi, ok, giơ cái này lên về, ok được rồi, rồi giờ cái tay kia giơ đứng nè, nữa, rồi đau lắm, mà giơ ngang đứng nè, nữa, à, tới đó là bắt đầu khựng rồi phải không? À, ok, tới đó khựng rồi. Thì ở trong cái phương pháp này thì nó đơn giản lắm. Bây giờ là nó có cái phương pháp mà gọi là giật mấy ngón tay, mọi người nhìn tôi làm ai làm cũng được cái này, nhìn nè. Tức là giật ở cái bên mà không đau à, thì làm ở bên chúng ta á, thì khi mà giật như vậy á thì mọi người sẽ để ý nè, tôi giật cái tay ha. Rồi đây. À, rồi sau đó tôi giật cái cánh tay chị này nè mềm đó, mọi người thấy chị nhăn mặt đó. Rồi nè, ok. Nó gãi xương nè. Rồi chị giơ tay kia lên đi sao đây, mạnh lên đi thử coi có bớt tham chưa. Không, chưa đụng tới nó. Mới thử thôi. Ý là muốn đó. Lên chưa ạ? À, bán rồi. Mấy, là cái này đi chi biết không? Cái này chỉ là mới là phương pháp thử thôi. Tức là chi ra bên tay kia mình làm bên tay này. Là khi mà giật vậy á, thực ra là khi giật vậy là nó điều chỉnh cột sống cổ như này. Rồi chị này mới có cái giơ tay được, cứ chứ giơ tay được là do chèn cái dây thần kinh nó cổ. Em cho nên để xác nhận là cô này đang bị ở cổ. Ok. Rồi bây giờ mới xử bên tay này đúng không? Mọi người nhìn tôi làm để hơi học luôn nha. Đây mình nắm cái ngón tay mình giật cho thôi. Đó, đỡ vậy. Thì ai cũng làm được ạ. Đấy. Em. Thấy chưa? Nghe gãy xô lắm. Con nghe nó rột cái. Đau lắm nghe không? Đau ghê rồi. Rồi chị quay ra sao cho ta đỡ được. Đó, nhích được chút ha. Ok, vô cái điều quan trọng là không đau đúng không?
Rồi sau đó là tới cái cách là gọi là đẩy cái cù chỏ thôi ha. Nghe cái rốt nè. Đau không? Không có, nhưng mà tôi làm gì chị nghe đau không? À, tôi biết rồi, biết rồi. Đây tôi muốn thử mà. Kinh khủng khiếp ha. Mềm. Rồi bây giờ xoay lưng lại, chị lại nối hai tay, tay trước tay sau mà. Rồi nối hai tay như vậy. Rồi tay mình cao hơn lên ha. Rồi mình làm mình riêng lên. Rồi đổi tay kia. Rồi đổi tay kia. Rồi có khá hơn không ạ? Có khá hơn chút xíu, nhưng mà sẽ làm tiếp lần nữa. Tại vì chị, mọi người biết tại sao? Là chị bị đặt cái khớp vai hồi nãy, đẩy vô cái rốt. Nhưng mà bây giờ bớt làm gì rồi? Chị dở lên đi. Mà chị đừng sợ. Được không? À, nghe được rồi. Nghe đó từ từ. Không phải. Bệnh mà chữa hết liền mà không có chịu học. Dân chúng mình lạ lắm. Vì có những cái mà cái điều chỉnh này nó chỉ là cái giải quyết mặt triệu chứng thôi. Nhưng mà cái căn bản là cái tập luyện ăn uống. Nhưng mà đa số thì mọi người là cứ bỏ cái giai đoạn đó mà chỉ làm cái này là được rồi, hiểu không? Mọi người yên tâm là cuối buổi hội thảo, tất nhiên phải cuối buổi tài liệu sẽ được tặng cho mỗi người một bộ đóng quyển rồi ạ. Đây là lớp yên tâm. Chắc chị lại tôi chỉnh cái cổ chị lại cái rồi xong rồi lại đây nha. Mọi người đợi tí xíu. Để mời em khiên bàn cho mọi người. Muốn ai trả được? Cho mọi người phục sở thị luôn. Này chị làm lại xong. Mà chị này chỉ bị gần năm nay tốn nhiều tiền lắm rồi nha. Mấy cái vụ này là nuôi bác sĩ được nhiều lắm rồi. Không cần cái đó đâu. Thôi đứng trước mặt tới nha, đứng cạnh tôi. Rồi chị đặt lên đi. Này Hoa, cái này là nó nói là quay từng đoạn một tóc. Quay tóc em quay. Từ đây tới. Rồi không cần. Nằm đi, giờ nằm xuống đi. Rồi. Cái gì làm nhanh một. Không hiểu sao cái cổ nó là nhìn hôm trước là đau, phải để vậy là nó đau. Nhưng rồi. Mà thầy kéo một cái là thấy đau lắm luôn á. Thôi dọn ghế đi, ngồi xuống đi. Rồi, từ bình tĩnh. Rồi quay lưng lại. Rồi lại vòng tay lại đứng đây chị. Vòng tay đứng đây, chị tại sao? Rồi. Chị cứ làm nhẹ thì không có sao đâu. Đúng rồi. Rồi. Cái đó là ok, nó nhìn cái tay này. Rồi, mạnh lên. Đứng ngại. Lên được nhiều rồi hả? Rồi, cũng khá nhiều rồi ha. Ok. Mà bản thân chị thấy... đi cái máy cái cổ mà đi cái máy cái lưng nhưng mà về vẫn đau. Thì hôm trước thì có đến chỗ Kiều Trang rồi nó tập cổ qua tập cổ về rồi cận ngửa lên ngửa xuống nhưng mà cuối ngủ dậy thì rất là đau. Mà hồi nãy thì thầy
thầy kéo cái này giờ thấy nó có vẻ là nó hết rồi. Hết rồi. Cái này tài rồi. Ơi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ nhân tiện đây để nói luôn ban đại diện Bắc Bảy này. Mồi trong vòng 3 phút, U Hà có thể kể cho mọi người không ạ? Trong vòng 2 phút nhỉ? Không sao. Nói chung là bây giờ mình là cứ cương có đâu nói đấy. Hôm trước U Hà cũng bị làm sao đó rồi cũng kể một lần duy nhất như thế nào. Hôm trước là cũng bị giống gần giống chị vừa rồi á. Là tự nhiên buổi tối trước khi đi ngủ á, mấy ngày trước thì mình đã hơi đau đau cái chỗ bên cái này rồi. Thế xong rồi tối trước khi đi ngủ tự nhiên không thể nào mà nhấc chân nhấc tay được, đau cứng cái chỗ này này. Đến lúc tính đi uống một viên thuốc rồi, mọi khi như thế là đều uống một viên Meloxicam á. Thế nhưng mà sau Tiến bảo không uống, để đấy. Thế đến ngày mai hôm sau bắt đầu mới đi ra, nó cũng làm giống như vừa rồi thầy làm này. Thế từ đây hết luôn, bây giờ hết luôn. Sướng. Thì thực ra phương pháp rất là đơn giản. Bây giờ thì chắc là để mời thầy sẽ nói chuyện. Thực ra là chúng tôi có chuẩn bị, thầy có chuẩn bị slide để cho mọi người xem hình ảnh khoa học về giải phẫu cơ thể, rồi những cái phim khoa học về cái chiếu về cơ thể. Nhưng mà đấy giờ bên đại diện của cư dân có nói rằng là không có cái chỗ nào để chiếu được cả. Nên là bên chúng tôi cũng khó mà có thể bật slide cho cư dân. Chắc là để hẹn dịp khác ha. Cái bài trình chiếu thì bây giờ thầy có sao thì thầy sẽ nói vậy cho mình sẽ có một chút cái kiến thức thêm. Thì tôi cũng nhắc lại là tài liệu thì có đầy đủ nên là cư dân mình cứ yên tâm ha. Ok, được. Thiệt ra chỉ là đi cái năm đời mà ra một chỉnh cho chị chút xíu, nhưng mà chị nó bao tử bị tiêu chưa? Tao mất đây. Cái bao tử thế nào rồi? Ừ. Có. Thì thường thường nó là một người bị đau mà cái khối bao như vậy mà cái năm trời thì chắc chắn là bao tử sẽ bị dính luôn rồi. Đây nhờ thuốc. À, nhưng mà thực ra là như trong trường hợp của chị là chỉ làm hết liền tại chị mới bị. Thì mình làm cái hết ngay. Nên do đó là chúng ta nên làm khi mà chúng ta chưa có mắc bệnh. Hoặc là mắc bệnh có chút xíu thôi, chứ còn là đợi mà cho tới một năm trời rồi chị này chị đi đủ thứ nè, đi bác sĩ rồi uống thuốc rồi mất thời gian rồi đi kéo cổ rồi đi kéo làm đủ thứ, nói chung là chị hay mà làm sách cấu đũa này nha, mà để lại cái tình trạng tới giờ vẫn chưa có giải quyết được gì hết. Nhưng mà chút xíu á mọi người sẽ xem á là chị này chỉ vậy á, chứ chút xíu mà giờ cuối mọi người sẽ coi cái tay chị giơ lên còn cao lên nữa. Tại vì thực ra nãy là tôi đẩy cái khối vàng nó vô á thì chỉ vẫn còn có cái đau riêng trong đó, chị hiểu không? Tức là khi cái khối vàng nó trật ra tôi đưa vô trong rồi, thành ra bây giờ nó vẫn còn đau chút xíu, nó không còn đau nữa, thì mọi người sẽ thấy cái tay chỉ giơ lên còn làm. Ok rồi, bây giờ chắc lẽ tôi nói sơ qua về cái đá chút xíu được không? Hồi nãy giờ mấy người kia nói đá này, em cho chị đặt đá lạnh nhé. Đá lạnh đi, ta lạnh ngay cái chỗ bị nãy mình mới. Chị đặt vô á, chị đặt vô chứ chị đừng có trà. Đặt vô cái đó. Nếu tôi áp dụng phương pháp đó, tôi làm được cái năm trời nhưng mà thấy hiệu quả không cao, mà nó làm cho cái ăn ngựa. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.